Nếu sáng mai đi làm sớm, em sẽ cười cho anh xem. Vì nước mắt trên mi là xấu nên em cứ cười cho anh xem. Vượt hết đi mọi suy tư và cứ ở bên em thế đi. Baby à, cho em hôn anh một cái. Nếu anh không thích, anh có thể trả lại. Làng quê phường tầng này là tầm thường, ở đây mới là thiên đường. Chân đi dép đã khuyên tai, bước kẻ năm 52, bước đi trong đợt lớp ai cũng biết anh là ai. Cả 1m52, fresh như xuân mai, bước đi trong đợt cướp này just on the mic now. Mấy đứa nhìn vào mình và only fool.